Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican Paul Richard Gallagher nhân dịp có chuyến thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh thăm Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là dịp để Bộ trưởng thăm ba tổng giáo phận, chứng kiến tận mắt sự phát triển của cộng đồng Công giáo Việt Nam. Trao đổi về tình hình tôn giáo, Thủ tướng khẳng định cộng đồng Công giáo phát triển mạnh mẽ hơn với 7,2 triệu giáo dân. Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán, tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, giáo dân tốt là công dân tốt, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thủ tướng cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú là dấu mốc quan trọng và là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Tổng Giám mục Bộ trưởng Ngoại giao Paul Richard Gallagher cảm ơn lời chúc mừng nhân dịp mùa phục sinh và lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Giáo hoàng Francis và của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thủ tướng Hồng Y Pietro Parolin bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam, tự hào có đóng góp của cộng đồng Công giáo Việt Nam, tin tưởng rằng cộng đồng Công giáo mong muốn và có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam.